Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục tất cả những em Pokemon hệ lửa nha các bạn. Đó, thì cái thử thách mà thu phục Pokemon theo hệ này thì các bạn cũng đã đặt cho mình khá là nhiều rồi. Thì tập hôm nay mình sẽ thực hiện luôn. Ở đây có con Bronzer nè. Thì nãy giờ mình đang đi đào mấy cái Firestone Shark nha các bạn. Với cái cấp Fortune này thì mình khá là lời luôn. Ok, để mình thu phục cái con Bronzer này luôn nha. Ở con này mình chưa có các bạn ơi. Để mình quăng cái con anti ra cái đã. Quăng Swanna ra nó nguy hiểm quá. Quăng anti ra nè. Chúng ta sẽ sử dụng quả Woodbone trước nha. Ở dưới hang này thì các bạn cũng có thể dùng quả Dustbone. Tại vì nó ở dưới tầng 60, chúng ta có thể thoải mái dùng Dustbone hết á. Woodbone thành công luôn. Quá xịn. Ok. Có con này luôn. Reaper, để mình dứt nó luôn nha. Eruption mình là con. Hiệu ứng skill Eruption siêu đẹp luôn. Đây, ở đây nó có mấy cái Firestone này các bạn ơi. Sẵn mình sẽ đào luôn nha. Đào luôn mấy cái Firestone này đi. Wow, cái chỗ này nguy hiểm quá. Chúng ta phải canh ra như thế này. Wow, sao chỗ này nó tập trung nhiều Firestone quá vậy. Ok, một nồi luôn các bạn ơi, đã thật. Đó các bạn thấy không, tuy là một cục nhưng mà nhờ cái Fortune á, chúng ta có thể được từ tới 4 tới 5 cục luôn đó. Quá là lời luôn. Các bạn thấy không, ra một lần một đống luôn, sướng. Đây, rồi mình qua đây mình đào tiếp một cái nữa nè. Rồi, bên kia còn nhiều hơn nữa các bạn ơi. Xịn nha. Chúng ta sẽ đi qua bên đây đào luôn nè. Khá xịn. Để mình lấy mấy cây đuốc đi đã. Ở trong đây thì nó không có quái nên đâu có cần đuốc làm cái gì đâu. Đào thêm một cục nữa nè. Được hai cục. Tưởng gì. Đây, chúng ta qua đây đào thêm nữa nè các bạn ơi. Wow, quá đã luôn. Quá là xịn luôn. Lên trên đây đào nữa nè. Rồi, bạn thấy không, quá lời. Con gì bằng nữa. Để mình xuống một tầng đi. Cái chỗ này nó cũng khá là nguy hiểm đó các bạn. Quá nguy hiểm luôn. Ok, đào thêm nè. Đào thêm nữa nè. Nó lời đó các bạn. Bây giờ sẽ toàn lời hai cục không vậy. Có nào lời 4-5 cục cho tôi không. Cái này thì không có lời luôn. Ok, hốt miếng sắt này về luôn nè. Rồi. Ok, để mình đào dọc theo cái hang này coi thử nó còn cái gì hot nữa không. Còn lưu ly thôi, cũng không còn cái gì xịn nữa rồi các bạn ơi. Ok, đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái chủ đề chính của ngày hôm nay luôn nha. Đó chính là đi thu phục tất cả các loại Pokemon hệ lửa nha. Hy vọng là hết thôi. Mình chắc là thu phục những em Pokemon hệ lửa loại thường thôi, chứ mà Pokemon Legend thì chắc không được rồi. Rồi, tất cả đã đủ. Chúng ta hãy dọn đồ và tiến hành đi thôi nha các bạn. Đi về nhà nè. Trời tối luôn hả, ghê quá nhở. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành chế tạo luôn mấy cái này để cho nó thành Firestone nha. Đây là mấy cái mảnh Firestone thôi. Bây giờ là gộp nó lên. Cái này thiếu một cục nữa nè. 10 cục Firestone luôn. Và sẽ có một dịp mình sẽ đào thêm Firestone nữa để chế tạo những cái bộ đồ các bạn. Cái bộ đồ mà làm từ Firestone này nè, nó sẽ kháng lửa đó. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái vấn đề chính của tập ngày hôm nay. Đó chính là thu phục và tiến hóa những em Pokemon hệ lửa nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đến với cái em Pokemon hệ lửa đầu tiên. Đầu tiên trong tập ngày hôm nay thôi. Rồi, chúng ta sẽ search tên nó nào. Đó chính là Rowlite nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy con này ra. Lấy ra không được các bạn ơi. What the hell. Làm sao để lấy nó ra đây. Chỉ search được nó thôi, chứ không nó lấy ra được. Chắc mình phải cất cái em này vào đây nè. Rồi, bây giờ lấy ra thử nào. Rowlite. Đây rồi. Vậy mới được các bạn ơi. Thì mình sẽ tiến hóa cái dạng đầu tiên
Đó, cuộc roguelike. Đây sẽ là bậc tiến hóa của nó và chúng ta cần phải dùng Firestone để mà tiến hóa nha các bạn. Ta. Oh, roguelike của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Quá xịn luôn. Con này nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi, để coi nó tiến hóa lên con gì nè. Và xa la. Wow. Con này thì cực bự, cực ngầu. Đây chính là Arcana nha các bạn. Và chúng ta cũng có thể cưỡi nó luôn nè. Mình cưỡi ở đâu vậy? Mình cưỡi ở dưới mông nó hả? Trời ơi, chết tôi luôn á. Cỡi kỳ quá vậy. Trời ơi, người ta chưa fix cái này lại các bạn ơi. Nè, nhìn nó xấu. Rồi, quá tuyệt luôn. Arcana. Nhìn đã các bạn. Wow, con này thì cực kỳ đẹp. Trời ơi, nó khái giống con hổ ha. Rồi, mình sẽ cất nó lại thôi. Bây giờ mình sẽ đến với em Pokemon kế tiếp nha. Arcanine đã xong rồi. Chúng ta sẽ đến với em gì nữa đây? Đó, tiếp theo là con gì đây? Rabidash các bạn ơi. Rabidash. Nó là tiến hóa cấp 2 của Bonita nha. Rồi, certain Bonita. Ok, sẵn mình sẽ cho con Bonita tiến hóa luôn. Bonita này level 40 luôn. Xịn nha. Thì con Rabidash thì nó cũng tiến hóa từ Bonita, nhưng mà tiến hóa tại level 40 luôn. Thế là chúng ta sẽ cần luyện một cách nữa là để cho cái con Bonita nó tiến hóa rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái vùng Mesa nha các bạn. Mesa mày nè. Cấp 38. Wow. Đó, và Bonita của chúng ta đã là được cấp 41 rồi. Học được skill mới đó chính là Fire Blast các bạn ơi. Mình sẽ thay bằng skill Round này nha. Đó, và lần này thì Bonita nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Em ngựa lửa siêu đẹp các bạn ơi. Cấp 2 nó mọc sừng và lửa nó lại mạnh hơn nữa các bạn ơi. Học được Fury Attack. Trời ơi, xịn nha. Con này cởi được không? Cởi được. Nhưng mà cởi cũng bị lỗi luôn. Trời ơi, sao nhóm tác giả fit kỳ quá vậy? Fit càng ngày càng kỳ đó nha. Rồi, nói chung thì em này thì cực kỳ đẹp. Đó. Lửa thì rất là real luôn. Hy vọng nhóm tác giả sẽ cố gắng fit mấy cây cái tư thế cưỡi này. Trời ơi, như vậy là chết tôi luôn á. Ok, xong một em nữa rồi. Mình sẽ cất vào và chúng ta sẽ tiếp tục với em Pokemon hệ lửa kế tiếp nha các bạn. Đây, mình có soạn ra một list luôn đó. Tiếp theo đó chính là Willlava. Willlava, đây là tiến hóa cấp 2 của Cyndaquil nha các bạn. Các bạn nhớ là trong một tập nào đó mình có thu phục cái con này nè, Cyndaquil. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành tiến hóa luôn. Chúng ta sẽ còn tiến hóa nó hai cấp nữa, đó chính là Willlava và Type Lotion nha các bạn. Chúng ta sẽ cố luyện level bằng mấy con này thôi. Lộn. Tự nhiên chọn qua con Cyndaquil làm cái gì không biết. Con Charizard nó cào chết luôn đó. Bây giờ tôi đứng trên cái cây xương rồng rồi các bạn. Trời ơi, con này lên được 3 cấp luôn nè. Và nó bắt đầu tiến hóa đó các bạn ơi. Tiến hóa nhanh lên. Trời ơi, tôi sắp chết rồi đó. Và nó đã thành con chuột lửa cực bự rồi đó. Đây là Willlava nha các bạn. Trời ơi, khổ cực thiệt. Bạn thấy không? Trời ơi, tôi có làm gì đâu bắt tôi đứng trên xương rồng vậy hả? Tôi đâu có muốn ôm xương rồng đâu. Trời ơi, quá đáng thiệt. Uống một tập mà có full mấy em Pokemon hệ lửa thì nó cũng khá là lâu ha. Hay bây giờ mình qua cái hội quán hệ Ratbuck Kim ta. Cảm thấy hợp lý đó. Mình sẽ qua hội quán đó để luyện cho nó lẹ nha các bạn. Ratbuck Kim. Đây rồi. Đây. Đây là hội quán hệ bọ và hệ cỏ nha. Rồi, nó lót ra chưa? Để chúng ta đi qua chiến đấu luôn. Ok. Mình sẽ tiến hành đi vô coi thử level nó như thế nào. Wow, ghê. Rồi, rinh một phát các bạn ơi. Đó. Mình sẽ cho em Menti ra trước đi. Trời ơi. Chúng ta sẽ không
không thực sự đánh hồi quán trong ngày hôm nay đâu. Đó, hôm nay mình sẽ chỉ lấy nó để mà luyện level cho em Willava thôi. Đó. Eruption đó. Nó boost cái gì đẹp quá vậy? Đẹp nhưng mà vẫn chết thôi nha con. Phải blast phát nữa nè. Mày chóng mày. Ô, ông này có một con Pokemon thôi. Trời ơi, một con thì sao chúng ta luyện được. Mình sẽ tiếp tục thách đấu bên đây. Bên đây có con Rose Ray các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đẹp ha. Mày. Ok, cứ luyện một con trước đi. Mình không biết ông có mấy con thôi. Luyện trước cho nó an toàn. Tiếp tục eruption nó tiếp nha. Không được thì lava plum. Đó. Ô, cái gì? Nó bị lửa đốt mà nó còn hút được máu của mình hả? Mày ghê vậy? Mày. Ây da. Mình xài skill hụt các bạn ơi. Mày. Ô, lên cấp cũng khá là màu đó. Rồi. Ô, Willova cũng ra lên được cấp 29 luôn rồi. Các bạn thấy không? Luyện đây nó khá là tiện đó. Ok. Chúng ta sẽ luyện tiếp. Cái hội quán này rất là đẹp ha, được trang trí bằng hoa rất là nhiều luôn. Trời ơi. Học được Fire Spin nè. Mình sẽ thay bằng Grass nha. Lem Trạc. Chúng ta sẽ thay bằng cái gì đây? Emperor đi. Eruption được phát nữa nè. Rồi, được rồi. Mấy con Pokemon của mình nó được lợi quá, lên cấp liên tục luôn kìa. Đó, đây là một cái thủ thuật rất là bình thường nha các bạn. Bạn có thể dùng nó để mà lên cấp cho Pokemon nhanh chóng được đó. Rồi, và cuối cùng thì cái con ấy nó cũng bắt đầu tiến hóa đó. Willova của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp hen. Trời ơi, nó đang cố gắng tiến hóa rồi đó. Willova, và nó đã lên con Type Lotion. Ok. Cảm ơn nha. Tôi đi đây. Trời, mình vô tình lỡ tay đánh luôn cái ông đầu tiên rồi. Nhưng mà không sao, lần sau mình sẽ quay trở lại và đọt cái huy hiệu ở cái hội ván này nha các bạn. Đó là chúng ta đã xong được một em Pokemon nữa rồi. Type Lotion. Nhìn nó đẹp lắm các bạn. Type Lotion Willava nè, Type Lotion đã xong rồi. Tiếp theo là Makago các bạn ơi. Makago nó sẽ tiến hóa từ con Slugma tại level 38. Trời ơi, sẽ là một cái quá trình dài đây. Slugma của mình mới level 13 thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện nữa thôi các bạn ơi. Nó cũng không có vấn đề gì đâu. Cố lên. Đây, lại tiếp tục vô đây mà luyện nữa thôi. Trời ơi. Tiếp tục. Cái gì đây ta? Ý da. Bên này nguy hiểm các bạn ơi. Ây da, hai lần skill vẫn không được luôn nè. Eruption. Không được luôn. Được nè. Trời ơi. Lên được 2 cấp liên tục luôn. Cấp 15 rồi đó. Cấp 17 luôn rồi. Rồi, có lên. Sẽ nhanh thôi. Còn 21 cấp nữa. Trời ơi. 21 cấp nữa để nó tiến hóa đó các bạn. Là được cấp 37 rồi các bạn ơi. Tôi sẽ bấm run đi. Trước khi nó lỡ tay tiêu diệt hết mấy con Pokemon ở đây. Mày nè con. Tiếp tục sacrifice nó tiếp. Eruption nè con. Có 38 rồi các bạn ơi. Thế là đủ rồi. Đó, và cuối cùng em Slugma của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa đây kìa. Đó. Đây là cái con sơn lửa các bạn ơi.
Ấy, sao nó đang đứng ở đây rồi? Đứng dưới chân mình rồi, sao tôi thấy được? Và nó đã lên con Makago. Từ con sên nó không có vỏ, bây giờ nó đã lên thành con ốc sên rồi các bạn. Nhìn quá đã ha. Ok, lại một em Pokemon nữa. Rồi, để mình coi thử mình có bao nhiêu con Pokemon rồi. 307 trên 809. Trời ơi, có vẻ còn lâu đây. Không sao, không sao. Bây giờ mình sẽ đến với em Pokemon kế tiếp nha. Đó chính là Kamrup nha các bạn. Kamrup thì nó sẽ tiến hóa từ cái con Numo ở level 33 nha. Trời ơi, thì hãy tìm Numo thôi. Ô, Numo cấp 33 sẵn luôn rồi. Thì chúng ta chỉ cần tiến hóa nó thôi là được. Trời ơi, con vàng này nó có hai cái biểu tượng, một con là Liveni Shiny và một con là Liveni thường các bạn. Hai biểu tượng khá là đẹp. Biểu tượng của hội quán bọ, hệ bọ và hệ cỏ. Ok, tiếp tục chiến đấu thôi các bạn. Hồi cấp 93 luôn hả, ghê vậy. Cấp 93 luôn, cặn đấy. Eruption mình đây có một em. Tiếp tục Lydian, hai em. Và cái con Numo kia nó đã tự tiến hóa rồi đó. Đó, phải xịn như vậy chứ. Con này thì khá là bự bạn ơi. Và nó đang bắt đầu tiến hóa lên con Kamrup. Trời ơi. Con này là con bò hay là con lạc đà vậy ta? Học được skill Rock Light nè, mình sẽ thay bằng Amnesia nha các bạn. Đây, Kamrup. Con này chúng ta cũng có thể cưỡi được. Nhưng mà sau khi cưỡi nó bị lỗi quá vậy. Nãy giờ mình cởi con Pokemon nào nó cũng bị lỗi hết. Trời ơi, không hiểu luôn. Chẳng lẽ nhóm tác giả không có fix lại cái này hả ta? Đây, đây là Kamrup của chúng ta. Kích thước Giant. Thôi, thảo nào nó bự. Bò núi lửa. Ồ, các bạn có thể thấy không? Trong đây nó có núi lửa trong luôn nè. Trời ơi, có dung nham ở trong luôn đó. Ok, tiếp tục lại một em Pokemon kế tiếp nha. Kamrup đã xong rồi, để mình sẽ đi qua con kế tiếp. Đó chính là con gì đây? Con gì đây? Simishear nha các bạn. Đây là tiến hóa cấp 2 của Banshear. Banshear là con nào? Mình sẽ cho các bạn xem. Đây là Banshear nha các bạn. Con khỉ lửa. Ôi ôi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Để mình coi con Simishear nó sẽ tiến hóa thầy cấp bao nhiêu. À, nó không tiến hóa bằng cấp, nó chỉ tiến hóa bằng Firestone các bạn ạ. Thì Simishear các bạn cũng có thể tìm ở trong vùng jungle với cái tỷ lệ xuất hiện là ultra rare, tức là cực hiếm đó các bạn. Nhưng mà mình thì mình tiến hóa lẹ luôn bằng Firestone cho nó ngon. Đó, cho nó tiến hóa liền. Banshee của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Xịn nhen, xịn nhen. Và nhớ trưởng thành luôn các bạn ơi. Đây là Simishear. Con này hình như kích thước nó nhỏ sao. Kích thước run nè. Kích thước nhỏ nhất luôn hả? Có chút xíu à. Bình thường là nó bự lắm. Nó cũng cao ngang ngang mình á. Trời ơi, Simishear. Ôi ôi. Rồi, qua em khác thôi các bạn. Quá nhiều Pokemon hệ lửa luôn rồi. 339 con. Quá xịn. Chúng ta sẽ tiếp tục. Simishear đã xong rồi nè. Tiếp tục là con Volcarona. Con này thì nó sẽ tiến hóa từ con Lavesta tại level 59. Hồi ôi, Volcarona. À quên, Lavesta chứ. Con này đang level 26 các bạn ơi. Phải luyện cho nó lên level 59 các bạn ạ. Kinh khủng thiệt. Ôi ôi, đau khổ quá nha. Ok, chúng ta sẽ cố gắng. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đã luyện xong nha. Quá khổ lắm rồi. Thì nãy giờ mình cũng đã luyện cái con Lavesta lên level 58 rồi đó các bạn. Trời ơi, nó quá là cực khổ luôn. Và các bạn nhìn cái đội hình của mình xem. Con nào con nấy nó cũng cấp
80 mấy, 70 mấy rồi các kiểu rồi. Quá là ghê luôn. Và NT của chúng ta đã lên được cấp 100 rồi đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ cố gắng để mà cho em La Beta này lên cấp 59 luôn nha các bạn. Đó, chơi thế nào. Ok, La và Lâm mình nè con. Ây da, lúc nào đánh với con này cũng chúng ta cũng bị lỗ một chiêu hết đó các bạn. Oh, Eruption mình nha con. Ây da, sao Eruption bây giờ nó khác rồi ta. Oh, nó hút thôi các bạn ơi, nó không có nổ ra như lúc trước nữa. Ok, chúng ta sẽ lại tiếp tục thôi. Tiếp tục mình sẽ chấp nó mấy skill tiếp. Ok, Eruption mình tiếp nè con. À, và cuối cùng con La Vita của chúng ta cũng đã lên được cấp 59 rồi đó các bạn. Đó, và nó đang tiến hóa rồi. Quá xịn luôn. Và lần này nó sẽ lên với con Volcanora nha. Đó, à Volcarona chứ. Ồ, đọc cũng lẹo lưỡi luôn. À, học được skill Weaver Dance. Ok, đó, nhìn đẹp nha. Quá đẹp luôn nha các bạn. Rồi, để mình đi ra ngoài đây. Ồ, hey, cuối cùng cũng xong một con nữa rồi. Quá mệt luôn. Đây, nó đây rồi, Volcarona. Ồ, con bướm mặt trời. Còn đây con bướm hạ lửa các bạn. Ghê lắm. Ok, quá xịn luôn nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với em Pokemon kế tiếp nha. Để coi chúng ta sẽ tiếp tục với con nào đây. Tiếp tục với con Talonflame. Con này nó sẽ tiến hóa từ cái con Fletchinder nha các bạn. Mình có Fletchinder chưa ta? Để mình coi thử nào. Lấy cái PC ra xem thử. Fletching và Fletchinder. Mình mới có con Fletching thôi. Bây giờ chúng ta sẽ còn tiến hóa khá là nhiều đây ha. Ok, tiến hóa luôn nào. Fletching. Đây rồi. Đó, thì cấp 17 con này nó sẽ lên cái con Fletchinder. Và cấp 35 nó sẽ lên cái con Talonflame nha các bạn. Ây da, chết rồi, làm sao để chúng ta qua bên kia đây. Ây da, khó khăn quá chừng luôn. Ok, lại tiếp tục luyện level nữa thôi nha các bạn. Mình mới thấy con Ziget ra. Đó, để cho nó lên cấp cho lẹ. Mình đã cất con Charizard kia vào rồi. Là vào lâm mình nè con. Lại chấp nó skill nữa thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng để mà tiến hóa em này luôn. Lên cấp quá xịn. Hai con nè, ba con nè. Thôi, đủ rồi, chúng ta vừa vừa thôi. Học được skill Rod nè, mình sẽ thay bằng Crow này nha các bạn. Ok, rồi, coi nó tiến hóa nè các bạn. Đây, Fletching của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Ây, sao mà chạy lung tung quá vậy. Ôi, con này nó nhỏ quá các bạn ơi. Và nó sẽ tiến hóa lên con Tala. Đó, mọc cánh mọc đuôi nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Fletchinder nha các bạn. Học được Emperor nè. Mình sẽ thay bằng skill Chuckle đi. Quá xịn luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố gắng để mà luyện nó lên cấp 35 nha. 13 cấp nữa thôi. Nãy luyện cái con Lavetta kia nó muốn mệt luôn rồi. 59 cấp kinh khủng các bạn. Sớm thôi anh em ơi. Sẽ sớm thôi. Ây da, từ từ thôi. Tiếp tục. Ủa, Eruption không được. Mày nè, tưởng không được nữa chứ. Cấp 34 rồi các bạn ơi. Nó lại xịn luôn. Và nó lên cấp 35 rồi đó các bạn. Fletchinder của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Ngoài kia có con Ampharos kìa. Đợi tí mình ra mình thách đấu thử. Và lần này nó sẽ lên con Talonflame nha các bạn. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Con này cởi được luôn các bạn ơi. Con này khá là xịn hen. Talonflame. Hồi nay có con Trainwheel nó cũng bay bay kìa. Ok, lại thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Đó, rồi, Talonflame. Xong một em nữa rồi. Để coi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với em nào đây. Em Pyrot nha các bạn. Đây, Pyrot. Nó sẽ tiến hóa từ con Litleo nha các bạn.
Litleo. À, mình chưa có một Byrod hả ta? Để mình coi thử mình có Byrod chưa ta. À, mình chưa có. Thì nó sẽ tiến hóa từ Litleo khi mà lên được cấp 35 nha. Hiện giờ thì Litleo của mình đã có được cấp 34 rồi. Nhưng ta chỉ còn luyện một cấp nữa thôi. Quá gọn luôn. Rồi, mày nè. Chúng ta lại tiếp tục thôi. Trời ơi, khá xịn khá xịn. Yeah, eruption mày nha con. Sướng nhen. Mày nè con. Rồi, thế là đủ rồi các bạn ơi. Chỉ cần vậy và Litleo của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Litleo của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa nè. Wow, đang bự ra nè. Và Tala, nó đã lên con Pyroth rồi các bạn. Con này thì nhìn khá là giống với con Singaliu các bạn ơi. Pyroth nè, nhìn khá là giống Singaliu đó. Rồi, nhìn nó có cái bờm lửa ở dưới ở trước nè. Nhìn khá đẹp nha. Ok. Xong một em nữa rồi. Rồi, để mình cất vào. Rồi, lấy Charizard ra thôi. Lấy Charizard ra. Để mình kiểm tra coi mình còn thiếu mấy con đây. Thiếu cũng khá là nhiều đấy các bạn. Ok, chúng ta phải đi một chuyến thôi. Bây giờ mình sẽ đi bắt con Litwick nha các bạn. Đợt trước mình tưởng mình có Litwick rồi. Ai về chưa? Nên bây giờ phải đi tìm nó thôi. Litwick. Quá ổn luôn. Ok, đi tìm nó thôi. Có cái con Litwick này nó sẽ spawn ở cái vùng plain đó các bạn. Vùng đồng cỏ bình thường thôi, vào buổi tối. Nếu may thì chúng ta sẽ gặp nó thôi. Litwick. Cái số Pokemon còn lại thì chúng ta phải bắt buộc là phải bắt thôi. Vừa bắt và vừa tiến hóa nó. Cái con mèo mập này mình có rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục lên đường nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục đi qua những cái vùng khác đi. Đi qua vùng Root Forest đi. Đây, Litwick đây các bạn ơi. Trời ơi, xịn. Wow, phát nó xuất hiện luôn nè. Lụm nó ngay thôi. Đây, nó đây các bạn ơi. Litwick. Mình sẽ lụm nó luôn bằng Whitbon trước nha. Nhìn nó như cái nến vậy á. Litwick. Khá xịn. Này, Whitbon. Đó, thành công luôn. Xong rồi, thêm một con Pokemon nữa rồi các bạn ơi. Litwick. Bây giờ mình sẽ tới với những con khác nè. Tierling. Như con Dealing này mình chưa có bạn ơi. Không có thì tao lụm mày luôn nha. Mày cứ chạy đi đâu thế. Tierling. Whitbon đi. Từ từ rồi dùng Sam dùng Livewon sao. Cứ đầu tiên thì cứ cho quả này ra trước. Xong ngay. Khá là xịn. Mình sẽ kiểm tra xem Dealing. Đủ rồi các bạn ơi. 4 mùa của Dealing đây nè. Xuân hạ thu đông. Quá xịn luôn. Mày nè, hút hút hả mày. Discharge màu phát. Cho mình mấy cái quả berry nhiều quá vậy. Đây, Vulpix nó xuất hiện rồi các bạn ơi. Trời ơi, đây rồi. Cuối cùng thì cũng chịu xuất hiện rồi, Vulpix. Đây là Ponzot các bạn ơi. Đất này loại đất tốt hả ta? Đây là Vulpix các bạn ơi. Chúng ta sẽ bắt nó luôn một Whitbon nha. Whitbon. Cố lên nào Whitbon ơi. Và thành công ngay Vulpix các bạn ơi. Để mình coi thử con Nighttail nó sẽ tiến hóa bằng cách nào nha. Wiki. Các bạn cũng có thể tìm bằng cách này nè. Vulpix. Chúng ta có rất là nhiều luôn. Có coi được nó spawn ở đâu luôn. Tại vì đây là cái mod mà mình đã cài vô thêm đó. Đây là cái mod Pixel Extra đó các bạn. Chúng ta có thể coi nó evolve bằng cách nào nữa nè. Ok, dùng Firestone là nó sẽ tiến hóa được rồi các bạn ơi. Xịn nha.
Đó, quá đã luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một con Pokemon hệ lửa tiếp tục. Đó, Vinbis, nó đã bắt đầu tiến hóa đó các bạn. Má xịn luôn, quá xịn luôn. Và wow, nó lên thành con Nighttail rồi, cáo chín đuôi các bạn. Wow, con này đẹp nhờ. Ôi ôi, trời nhìn khá xịn luôn. Ok, lại một con Pokemon nữa rồi. Rồi, Vinbis Nighttail. Chúng ta đã xong rồi nha các bạn. Ồ, con gì đây? Ồ, Hitmonlee. À. Ồ, Hitmonlee anh em ơi. Ồ. Xịn. Con đánh mình cũng khá đau các bạn ơi. Ok, đây cũng là thử thách của các bạn đã đặt cho mình nè. Hitmonlee. Hôm trước mình có thôi một cái con Hitmonchan rồi. Nè. Giờ thì tới Hitmonlee thôi. A da. Ghê nhen. Ồ, cái con kia sao nó biến mất hoài vậy? Hitmon. Hitmonlee. Ok, Hitmon. Ồ, không được. Wow, khó khăn đây. Chúng ta sẽ chuyển qua Tamabon nha các bạn. Hy vọng thành công. Thì có vẻ sẽ khá là lâu đây. Tiếp tục là Tamabon. Và ta-da, thành công luôn. Em Hitmonlee đã được thu phục rồi. Giờ có con gì nè. Ui các bạn ơi, trời ơi, mình đang đánh cái con boss Hippopotas này thì cái con Hoopa nó xuất hiện rồi kìa. Wow, quá xịn luôn. Mày này con. Hoopa đâu rồi ta? Trời ơi. Đó, các bạn thấy thông báo không? Hoopa xuất hiện tại vùng desert. Để mình cất đồ vô cái đã. Đây. Hoopa xuất hiện tại vùng desert hill. Quá đã luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm con Hoopa và tiến hành thu phục nó trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. À, Hoopa nhỏ hả? À, nó cũng vừa thôi, nó cũng không tới mức nhỏ cho lắm. À, con này cấp 50 các bạn ơi. Dạ, khó đánh quá. Cấp 50 thì sao mà đánh được đây? Mình lại không có skill Fall Sweep. Phải chỉ có chúng ta sẽ đỡ hơn một mớ rồi. Trời ơi. Thôi, đáng bắt nó bằng bọn thường đỡ. Ok, bắt nó bằng bọn thường đỡ thôi các bạn ơi. Chắc mình sẽ spam Tamabon thôi. Vẫn là Tamabon thôi, chứ còn quả nào nữa đâu. Tiếp tục là Tamabon. Cấp 50 mình mà đánh lỡ tay một phát là nó chết ngay các bạn. Kinh lắm. Ok, Hoopa. Sẽ dùng tiếp tục là Tamabon nha. Ý, quá đã luôn. Nãy giờ mấy cái con Pokemon hệ lửa cuối cùng nó cũng chưa xuất hiện các bạn ơi. Trời, mình chờ khá lâu luôn rồi đó. Hơi bị khó nha. Cái tỷ lệ xuất hiện của nó là cực hiếm mà. Trời ơi, chờ hoài luôn cũng không được. À, mình thấy được một con rồi kìa. Ha. Từ từ. Trước tiên để mình đi qua thục. Từ từ, để mình thu phục con này trước đã. Nó đây các bạn ơi. Đây. Darumaka. Đó. Nhìn đã không? À, trời đang mưa kìa. Hy vọng con Hoopa nó không biết bắn nha. Thu phục lẹ lên. Đó, Darumaka. Đó, phải như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục quay trở lại với Hoopa. Đâu rồi? Đó. Whitbon. Whitbon không được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với mấy quả bon khác nha các bạn. Mình sẽ cho tiếp một mớ quả Pokemon thường ra. Đó, cố lên mới được. Đó, vậy là không được rồi đó.
thì nó phải lắc 2-3 lần thì mới được thôi. Nhưng mà lắc một lần thì không được rồi. Đó, lắc một lần là nó dừng, là không có thành công đâu. Trời ơi, khó khăn quá hen. Không thì mình sẽ lấy những con Pokemon thích hợp ra để mà câu máu nha các bạn. Thế mình sẽ lấy những con như con ngựa lưỡi ra nè. Chúng ta sẽ câu máu cái gì? Lem chẹt nữa. Đó. Không được cách này thì phải dùng cách khác liền. Lem chẹt nó phát nữa. Rồi, đủ rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua con khác. Chuyển qua NT. Đó. Aya còn đánh mình luôn, sung quá vậy. Trời ơi, đúng là Legendary. Whipball mày một phát nè con. Dạ, khó khăn hen. Không được thì chúng ta sẽ chuyển qua Dustball đi. Cứ 5 quả Dustball. Rồi 5 quả Pokemon rồi mình sẽ tiếp tục. Khó thật các bạn. Khó thật sự luôn đó. Dustburn. Và lần này yes. Em Hoopa cuối cùng cũng đã bị bắt rồi nha các bạn. No. Nó phải gọn như vậy chứ. Đâu rồi Hoopa, Hoopa. Ủa mình để nó đâu ta? Hoopa. Đây, nó đây rồi các bạn. Trời ơi, hấp dẫn. Ồ, nó có cái Regen Bottle sẵn ở trong người luôn nè. Thôi đây. Đó, xịn nhen. Nhìn ngầu các bạn. Đó. Chúng ta có thể tiến hóa Mega. À quên, đổi dạng cho nó được. Đây, đổi dạng bằng cách chúng ta cắm chuột phải vô đây. Đó. Ồ, các bạn thấy chưa? Quá ngầu luôn. Và cái này sau 3 ngày thì nó sẽ... 3 ngày trong game á, nó sẽ quay trở về cái dạng cũ nha các bạn. Bay con này cũng khá là bự. Ok, Hoopa. Đó, lại thêm một em Legendary mới nữa. Nãy giờ gặp hai con Legendary rồi. Đó là con Raikou và con NT. Bây giờ thì mới có cơ hội gặp em Legendary mới. Đó chính là Hoopa chứ. Rồi. À, sẵn mình sẽ tiến hóa con mấy con mình mới bắt luôn. Đâu rồi ta? Đây, nó đây các bạn ơi. Darumaka. Chúng ta sẽ quay lại cái hội quán Red Bug Game để mà tiến hóa nó nha. Ây da, tưởng bị gì chứ. Mày nè con. Ủa, học được skill mới Thorn nè các bạn. Và con hàng của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi. Darumaka đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa các bạn. Ồ, nó nhảy kìa. Trời ơi, xịn nha. Con này cũng là bộ môn hạ lửa các bạn. Thấy các bạn thấy nó lên ngầu chưa? Đây là Damenitin. Damenitin học được Hammer Arm nè. Ây da. Kinh khủng chưa bạn? Con này mình có thể cởi được luôn nè. Wow. 999. Ok. Thế là lại thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Đây. 359. 359 con hả? Trên 809 con. Ủa, ở đây có con Magic Cup Shiny nè các bạn ơi. Quá sướng luôn. Để mình xuống đây mình tiến hành thu phục nó nha. Ây da, con Shiny Guard này. Đi chỗ khác đi. Đó, Magic Cup Shiny. Màu vàng cực đẹp nha các bạn. Mình sẽ lượm nó luôn bằng Whipball nha. Đó. Nãy giờ mình đang đứng chờ con Big Nine xuất hiện. Chỉ còn 3 con nữa là Big Nine, Rotom và... con gì nữa ta, con gì nó quên tên mất tiêu rồi. Cũng là một con hệ lửa, à cái con chim cha. Đó. Trời, chúng nó xuất hiện mà lâu quá. Nên thôi luôn. Ôi ôi.
Anh em ơi, cuối cùng thì con Tebit nó cũng xuất hiện rồi nè. Trời ơi, biết bao nhiêu cực khổ tôi mới tìm thấy nó đó các bạn ơi. Trời ơi, Tebit của tôi. Đây rồi. Đây, nó đây các bạn. Oh, Tebit. Giờ mình còn con Tebit nè, con Chincha và con Rotom nữa là chúng ta có thể full một cái bộ rồi đó. Đầu tiên mình sẽ dùng quả Whipborn trước nha các bạn. Biết bao nhiêu cực khổ cuối cùng nó cũng đã xuất hiện luôn. Trời ơi, đây là mình phải qua cái biome mới đó nó mới chịu xuất hiện đó các bạn. Rồi mình sẽ dùng Liverborn luôn nha. Vì nó là Pokemon khởi đầu nên tỷ lệ bắt nó sẽ rất là khó, cũng như là tỷ lệ xuất hiện cũng vậy, các bạn có thể thấy không, bắt khó quá chừng luôn. Đây chắc mình sẽ spam mấy quả. Ô, có hai con Stabit lận các bạn ơi. Ô, không phải một con không, hai con. Wow. Ui, làm nãy giờ tìm cực khổ, nên mình xuống đây mình bắt luôn một con nữa cho đỡ tức. Kinh khủng thiệt. Đó, xuống đây chúng ta sẽ bắt thêm một con để cho đỡ tức nha. Quá xịn luôn. Chắc xíu nữa mình sẽ qua một cái biome mới, mà cái Root Forest biome để mà bắt được cái em Rotom các bạn à. Khổ thiệt chứ. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Summer Ball luôn nha. Đó. Bắt cái em Tebit thứ hai này luôn nha. Trời ơi, qua bao nhiêu cực khổ, cuối cùng nó xuất hiện một lần hai con luôn. Đây, Liverburn tiếp tục. Bọn này nó cứng đầu lắm các bạn ơi. Chúng ta phải spam thật là nhiều luôn. Và ta-da! Hai em Tebit cuối cùng đã được bắt rồi. Đã bị bắt chứ. Tebit Midnight Emboss. Đó. Tương lai là chúng ta sẽ có thêm mấy con như vậy. Khá là ngon. À, cái đuôi của con ba tráp làm mình tưởng con gì. Cuối cùng mình cũng gặp cái con Oricorio dạng thứ tư rồi các bạn. Nhìn nè. Nhìn nó rất là giống cái kiểu như Nhật Bản hay là Trung Hoa nữa các bạn. Rất là đẹp luôn. Ôi ôi, chúng ta chỉ nhìn được nó ngoài sao thôi. Trời ơi, để mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipborn nha các bạn. Đó, và đây là dạng thứ tư. Đó, hôm nay chắc chúng ta sẽ xong được cái thử thách này thôi. Quá tuyệt vời luôn. Ồ, không thành công. Wow, ghê vậy. Mình sẽ đổi qua con Raikou như con NT nha các bạn. Đó. Đổi qua NT. Chúng ta sẽ sử dụng quả Dust Bomb đi. Hay mình vẫn đang chờ Chimchar và Rotom xuất hiện. Khá là đáng tiếc, tụi nó khá khó xuất hiện quá. Ây dạ, bắt đỡ con Oricorio này đỡ đi. Dùng Summer Ball đi, chắc trời nó cũng sáng rồi đó. Dùng Summer Ball thôi. Summer Ball. Wow. Con này sao khó thành công quá vậy. Tiếp tục là một quả Summer Ball xem sao. Nhìn mặt nó nè. Nhìn quá dễ thương luôn. Whipborn nha. Ở đây có con Nilin nữa nè. Nilin mùa xuân. Đánh đau quá. Safari Ball. Mình sẽ chế ngự nó bằng đủ loại ball cho nó sợ nha các bạn. Và lần này thành công. Và bên đây có một con Oricorio nữa nè các bạn. À, cũng là con hồi nãy thôi. Chúng ta đã đủ xong bốn dạng Oricorio rồi nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, và lần này mình sẽ xóa tên nó khỏi game chat. Quá xịn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi qua vùng Extreme Hill cộng. Extreme Hill cộng. À đây, Chimchar. Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện các bạn ơi. Quá đã luôn. Chim cha hả chim cha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À, nằm dưới đây, ở đây rồi. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cực khổ thì nó cũng đã xuất hiện rồi. Trời ơi, mình sẽ sử dụng luôn quả Whipborn trước nha. Rồi, tí nữa mình sẽ đi luyện con chim cha cũng như là con Tebit nha các bạn. Cả hai con luôn. Đó, thành công luôn. Chim cha. Cuối cùng đỡ là mình mệt mỏi rồi. Chúng ta sẽ đi qua vùng đời rap bức kim. Đó, hội quán hài bọ.
và mình sẽ lấy luôn một lần hai con, đó chính là con chim cha và con tê bích. Để thử tê bích nào bự hơn ta. Tê bích này kích thước nguyên mẫu nè, tê bích này cũng nguyên mẫu luôn, mà con này trừ speed. Con này thì không có trừ speed, mình lấy con này đó. Quá tuyệt đó, đó quá đỉnh luôn các bạn ơi. Ây à, để mình tiến hành bay qua bên đây cái đã. Đó, chúng ta sẽ tiến hành luyện cấp cho mấy em này luôn. Cực khổ thật. Tiến hành luyện cấp luôn nha. Đó. Rồi, ok. Chúng ta sẽ luyện cấp. Nó sẽ nhanh thôi các bạn à. Level lùm trước đi. Trời ơi, ghê đấy. Eruption. Đau chưa con? Mày đau chưa? Các bạn thấy không, lên cấp quá chừng bá đất luôn. Học được Flamewell nữa nè. Trời ơi. Đó. Mày nè con, hai con. Mày nè con, ba con. Thôi, được rồi, chúng ta sẽ dừng lại đúng lúc thôi. Đó, học được Rollout nè. Mình sẽ thay mấy skill hết. Đó. Và nhìn xem, T-Bit của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn. Trời ơi, nó đang bị lỗi cái cam rồi. Ồ, mình không nhìn được nó tiến hóa là sao rồi. Và T-Bit đã tiến hóa lên Bit Night rồi. Ồ, và Bit Night đây nè. Chim cha nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn đó các bạn. Trời ơi, hai con. Quá xinh. Ồ, nhìn nó đẹp không? Quá đẹp luôn, hai con nè. Ồ, và chim cha nó đã lên con Monferno. Học được em Thrush. Mình sẽ thay bằng skill kêu móc này đi. Đó. À, học được Madwin hả? Ngon. Ây da, thay bằng skill nào đây? Fury Sweep đi. Chúng ta sẽ xem kích thước của con này. À, kích thước cũng là nguyên mẫu luôn. Hàng chi hai con nó xem nhau. Nhìn rất là dễ thương. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đó, cứ tiếp tục luyện nữa thôi các bạn ơi. Sẽ nhanh thôi. Cấp 30 mấy thôi mà. Hồi nãy mình luyện một con cấp 59. Còn được mà. Nói chung luyện con đó mệt thật. Mày nè con, một con. Hai con. Ba con, rồi được rồi. Nhiêu đây là đủ rồi. Đó. Lava Bloom tiếp đi các bạn. Rồi xong rồi, Eruption. Đó, thủ thuật này nó quá quen thuộc luôn. Hai con, học được skill mới nè. Thay bằng tackle đi. Eruption một phát nữa đi. Rồi, ok, Flow Combat. Quá xịn luôn, mình sẽ thay bằng Ember này nha. Rồi, đủ rồi. Và bây giờ em Bit Night của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn. Trời ơi, hai con nó tiến hóa một lúc luôn. Trời ơi, quá xịn. No, lớn đi nào. Và đây là Emboss nha các bạn. Empor. Nhìn rất là ngầu luôn. Monferno của chúng ta cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi. Nó đang nằm trong cái con Empor rồi. Empor này đi ra đi, để cho tôi coi nữa. Và Tala. Nó đã lên con Infernape đó các bạn. Infernape. Rồi, đi ra thôi. Đủ rồi. Một ngày khá là vất vả rồi đó. Đây. Ô, rùa phát nước các bạn ơi. À, cái này là boss. Trời ơi, làm tôi mừng hụt. Tôi tưởng rùa pháo nước nó spawn vậy chứ. À, boss rùa pháo nước hả? Giết mày luôn nha con Thunder mày nè. Ồ, nó bị chón rồi các bạn. Hay à, mày còn khỏe dữ ta. Ui, Thunder phát nữa nè. Mày. Ồ, và lại cho mình Blastoise này. Và Một viên đá Z. Hệ Poison, hệ độc tố các bạn. Ok, để ra đây chúng ta sẽ tiến hành xem bộ này cái đã. Ý da, cứ lì quá vậy. Đây, và đây là Emboss của chúng ta nha các bạn. Đó, Empor. Kích thước chuẩn luôn. Đây là Incinerate. Ờ, quên, lộn, đây là Infinite. Ok, thì video tới đây là hết rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.
ngày hôm nay mình đã thu phục và tiến hóa gần như là hết tất cả các bộ môn hệ lửa rồi đó. Mình đang còn thiếu cái con Rotom mà cái dạng phần này á, cái dạng hit á, và những con Pokemon mà mình phải trade thì mình không thể có được, cũng như là Legendary mà hệ lửa. Thì nếu thấy các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến ở phía bên dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.